Xin chào tất cả anh em. Em này hàng sưu tầm cất tủ ha anh em. Hôm nay mình chia lửa đam mê tới anh em toàn quốc ha. Anh em nào ưng em nó, tùy em nó về sở hữu hoặc là quà tặng, quà biếu cho người thân, bạn bè cứ gọi mình ha. Mình giao tới anh em toàn quốc. Em này là chất liệu bạc kết hợp vàng trắng nha anh em. Và hãng đính viên đá rất là nghệ thuật. Chủ đề về nhện văn tơ xây tổ. Em này hàng cao cấp luxury dòng Jibo Mỹ chính hãng xuất đi thị trường Nhật Bản nha. Trên tay thực tế rất là VIP, rất là đẳng cấp đó anh em. Em nó hàng mới 100% nha anh em. New full box luôn, chưa hề đụng chạm gì ha. Với biểu tượng nhện thì rất là ý nghĩa nha anh em. Nhện văn tơ xây tổ. Biểu tượng của sự no đủ, no đầy, ấm êm cũng như là sự cần cù siêng năng, may mắn ha. Loại nhện thì có 6 hoặc 8 chân, cũng là một trong những con số rất là ý nghĩa đối với người Á Đông mình anh em. Chất liệu bạc kết hợp vàng trắng dòng xuất Nhật, anh em trên tay rất là độc đáo, sang trọng cũng như không có đụng hàng ha. Anh em nào chưa đăng ký kênh, tiện tay ấn nút đăng ký giúp cô Tuấn Đường Nguyễn màu đỏ ngay bên dưới luôn ha, để tiện lựa chọn giao lưu các mẫu Jibo rất là chất và đa dạng trên kênh mình. Còn em này anh em thấy ưng em nó, có duyên rước em nó về cứ gọi mình nha. Khi giao tới anh em thì mình bao test chất hàng cho anh em luôn, anh em yên tâm. Bên mình thì uy tín nhiều năm qua rồi. Giờ mình xin trên tay giới thiệu chi tiết trước nha. Rất là VIP nha anh em. Trên tay đẹp lắm, sang trọng. Chất liệu bạc kết hợp vàng trắng luôn. Rất là bóng bẩy, em nó đáy bằng nha anh em. Hàng zin ha. New 100% luôn. Hàng Mỹ xịn bên mình thì anh em yên tâm ha. Lắc nhẹ con cái là lên thôi, lắc nhẹ là lên. Giữ xăng lâu, chục ngày trên chục ngày ha. Lưu ý anh em dùng xăng đá xịn là xài rất ok nha anh em. Có nhu cầu xem hình ảnh thực tế em nó thì anh em vô trang Facebook mình, đường link mình để vô mô tả, anh em click vô xem. Hàng xuất Nhật thì hãng chế tác tỉ mỉ công phu lắm anh em. Đặc biệt là hàng xuất cho thị trường Nhật thì luôn luôn nó mang đến màu sắc độc đáo ha, ý nghĩa và rất là sang trọng đẳng cấp khi trên tay. Hàng zin ha, new 100%. Số điện thoại hotline mình là 0909 828 779 ha. Anh em alo lúc nào cũng ok. Bao test chất hàng cho anh em khi giao luôn, anh em yên tâm. Anh em nào chưa đăng ký kênh, tiện tay ấn nút đăng ký màu đỏ ngay bên dưới luôn ha. Để lựa chọn Jibo cho tiện bên kênh mình ha anh em. Soi kỹ anh em xem ha. Hàng new full box, chưa hề đụng chạm gì nha anh em. Rồi nay mình chia lửa với anh em Jibo hàng VIP ha. Nhện văn tơ xây tổ, giấy tờ đầy đủ full box luôn. Kết em nó anh em cứ gọi mình.
Rồi, cảm ơn anh em xem clip. Chúc anh em luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng nha. Mình xin kết thúc video clip. Tạm biệt anh em nha.